Dự đoán mới nhất của người dùng mạng bí ẩn Hoàng Hữu. 5 trận động đất kinh hoàng cùng dự đoán về một đại dịch mới. Trung Quốc gặp thiên tai dị tượng liên tục. Cuối tháng 6 vừa qua, một trận động đất mạnh 5 độ Richter đã xảy ra ở huyện Mộc Lý, thuộc thành phố Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, với nguồn động đất ở độ sâu 8 km. Sự kiện địa chấn khiến một người dùng mạng xã hội có tên Hoàng Hữu bỗng chốc trở thành tâm điểm của sự chú ý. Bởi ngay từ tháng 4, anh ấy đã nói rằng những người bạn ở Tứ Xuyên cần chú ý hơn trong năm 2024. Ngoài ra, Hoàng Hữu còn cảnh báo trước là sẽ có một trận động đất từ 5 độ Richter trở lên xảy ra vào tháng 6 năm nay. Điều đáng kinh ngạc là anh ta còn nói rằng trận động đất ở Tứ Xuyên chỉ mới là khởi đầu. Nhiều trận động đất với cường độ lớn hơn sẽ diễn ra thường xuyên. Đồng thời, các vấn đề về thời tiết như hạn hán, mưa lớn, nhiệt độ cao, gió lốc, sấm sét và tuyết rơi dày đặc sẽ xuất hiện phổ biến. Vậy cụ thể người dùng mạng nickname Hoàng Hữu đã tiên đoán những gì? Và thảm họa khí hậu cực đoan sẽ tiếp tục diễn ra như thế nào trong tương lai? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, bạn đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Có thể thấy, thời tiết cực đoan năm nay thực sự vô cùng phổ biến tại Trung Quốc, khi một bên là nhiệt độ cao và hạn hán đang tấn công khu vực phía Bắc. Mặt khác là mưa lớn liên tục ở phía Nam gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân. Vào tháng 4, tại Chu Hải xuất hiện tình trạng mưa lớn. Tháng 5, khu vực Quảng Tây, Nam Ninh, Trùng Khánh lại gặp thời tiết mưa dông trái mùa. Ngày 8 tháng 6 tại Vân Nam đột nhiên có mưa to, gây ngập lụt nghiêm trọng tại các thành phố. Trong khi đó, Trung tâm Khí tượng Hà Bắc lại đưa ra cảnh báo hạn hán nghiêm trọng. Các khu vực như Chu Khẩu, Chu Mã Điếm, Lạc Dương, 16 thành phố, thị xã cùng 72 trạm quan trắc quốc gia đều cho thấy hạn hán đang ở mức nghiêm trọng, kéo dài hơn 10 ngày. Từ tháng 5 năm 2024 đến nay, lượng mưa ở Hà Bắc giảm hơn 70% so với trung bình nhiều năm. Hơn một nửa các trạm quan trắc khí tượng đều báo động trạng thái hạn hán ở mức trung bình trở lên. Phạm vi của vùng hạn hán nâu trầm nặng không ngừng lớn rộng, khiến người dân cảm thán rằng đã sống tại đây hơn 50 năm nhưng chưa từng chứng kiến tình trạng hạn hán như vậy. Vào ngày 19 tháng 6 tại Quảng Tây, Quế Lâm, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài cùng với việc các hồ chứa ở thượng lưu sông Lệ liên tiếp xả lũ, mực nước các sông chính tăng vọt lên 2,55 mét. Đây có thể được xem là đợt lũ lớn nhất tại Quế Lâm kể từ năm 1998. Không chỉ tại Trung Quốc mà đa số các quốc gia trên thế giới cũng không tránh khỏi các thảm họa thời tiết. Những dấu hiệu dự đoán thời tiết ngày càng trở nên lạ lẫm. Dựa trên số liệu thống kê của Tổ chức Khí tượng Thế giới, trong 50 năm qua, số lượng thảm họa khí hậu cực đoan đã tăng gấp 5 lần. Có vẻ như lời tiên đoán của người dùng mạng với tên Hoàng Hữu không phải là không căn cứ. Chỉ trong vài tuần qua, các tin tức về đợt nắng nóng cực đoan tại Ấn Độ đã truyền đi khắp nơi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, sau khi Ấn Độ bị đợt nắng nóng cực đoan tấn công, Cơ quan Khí tượng Thế giới lại đưa ra thông báo dự kiến từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay, hiện tượng El Nino toàn cầu sẽ bước vào giai đoạn suy yếu. Theo nguồn tin từ Philippines, đã có 4,56 triệu người tại quốc gia này chịu ảnh hưởng bởi sự suy yếu của hiện tượng El Nino, gây thiệt hại cho nông nghiệp địa phương, với ước tính lớn nhất khoảng 9,7 tỷ peso Philippines. Trái ngược với điều đó, La Nina có thể sẽ quay trở lại ngay khi hiện tượng El Nino bắt đầu kết thúc. Cả thế giới dự kiến sẽ chìm vào một giai đoạn biến đổi khí hậu cực đoan, xen kẽ giữa nóng và lạnh trong một khoảng thời gian nhất định. Vì vậy, dự báo thời tiết từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2024 chắc chắn sẽ cực kỳ khốc liệt. Các chuyên gia khí tượng cho biết, sự xuất hiện sắp tới của hiện tượng La Nina có thể sẽ trở nên phổ biến hơn với cường độ ít nhất là gấp 3 lần so với trước đây. Với vị trí địa lý đặc biệt, Trung Quốc có khả năng bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi bước vào giai đoạn này. Điều này làm cho nhiều người bắt đầu lo lắng về vấn đề thời tiết khắc nghiệt cũng như cách phòng tránh. Trước đây, người dùng mạng với nickname Hoàng Hữu đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người khi dự đoán chính xác về dịch bệnh COVID-19 vào năm 2019 và sự cố xả nước thải ra biển tại Nhật Bản vào năm 2023. Theo các cuộc điều tra, người này tự nhận mình là người luôn nhanh hơn người khác một bước nhưng lại không ảnh hưởng nhiều. Hoàng Hữu mong rằng mọi người hãy xem những thông tin mà anh ta đưa ra như một sự giải trí. Không phải vì anh không có khả năng cảnh báo hay đưa ra phương án,
mà vì mọi người đều không quan tâm đến lời anh nói. Thực sự như một thứ không cần thiết. Trước đây, Hoàng Hữu luôn khuyến khích mọi người không nên mất tinh thần, nhưng sau nhiều sự cố, bản thân anh cũng cảm thấy mệt mỏi. Mãi cho đến ngày 27 tháng 5, với dự đoán chính xác về động đất xảy ra ở Tứ Xuyên và nhận được sự quan tâm của nhiều người trên mạng mới khiến anh ấy lấy lại sự tự tin. Hoàng Hữu đã nói trong bài viết rằng, ngay từ tháng 3 trên mạng xã hội, anh đã nhiều lần cảnh báo về việc động đất ở Tứ Xuyên bởi bản thân cảm thấy khí hậu thay đổi bất thường. Điều anh lo lắng nhất bây giờ là hạn hán, liệu có xảy ra hay không? Thậm chí có một số tỉnh sẽ đồng thời xuất hiện ngập lụt cùng hạn hán và Tân Cương có thể trở thành khu vực trọng điểm. Hiện nay tình hình lũ lụt đang diễn ra khắp Trung Quốc, truyền thông cũng liên tục cảnh báo về sự xuất hiện của nhiều cơn bão. Trong dự đoán của mình, Hoàng Hữu nói rằng bão năm nay không chỉ không giảm bớt mà cường độ và sức phá hủy có thể còn tăng lên. Một số nơi sẽ gặp phải cơn bão lớn như Thượng Hải, Phúc Kiến, Quảng Đông và Chiết Giang sẽ là địa điểm đặc biệt. Ngoài ra các khu vực ven biển cũng sẽ đối mặt với nguy hiểm mang lại từ các cơn bão. Người dùng mạng Hoàng Hữu cho biết mình đã cảnh báo về điều này từ rất lâu, hy vọng mọi người sẽ chú ý lắng nghe và chia sẻ rộng rãi để sẵn sàng thực hiện một số biện pháp phòng tránh. Hoàng Hữu gần đây luôn cảm thấy lo lắng bởi anh ấy thực sự muốn giúp đỡ mọi người. Ngoài ra anh còn dự đoán hậu quả của khí hậu năm nay bất thường, có thể sẽ ảnh hưởng đến các khu vực sản xuất lương thực chính như Hà Nam, Cam Túc và vùng Đông Bắc của Trung Quốc. Nhiều nơi có thể có mưa lớn, mưa đá và tuyết rơi dày đặc, thậm chí bão tuyết xuất hiện có khả năng liên quan đến động đất. Hiện tại ở Trung Quốc đang là mùa hè, vậy nên nhiều người sẽ không quan tâm đến bão tuyết, nhưng chuyện ở tương lai khó có thể tiên đoán chính xác được. Nội dung dự đoán của Hoàng Hữu, dù có xảy ra hay không, chúng ta cũng nên có chuẩn bị trước, bởi sự sẵn sàng không bao giờ là dư thừa. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, bạn đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay.